Rồi chào mọi người. Chào kính mượn một vũ khí nè. Mình đang đi tìm măng nè. Đây cho con mượn cái này thôi. Rồi mỗi người một cái thôi, đừng có giành nhau. Mọi người thấy xác măng không? Bao la luôn. Đó. Đây có suối này. Chú này chú đi hái măng nè. Mọi người thấy không? Đó. Bạn vũ khí nè. Vũ khí các bạn thấy không? Rồi bây giờ đi vô. Đi vô hái măng. Có đi lùi lùi vô trong đúng không chú? Lùi vô trong đây nha. Đi anh em. Nhiều lắm hả? Trong đây nhiều lắm hả? Nhiều. Thì cứ đi vô thôi, sợ gì đúng không? Nó có sợ gì đâu. Từ từ bình tĩnh nha. Đây. Đâu xem cái này. Đâu ta? Phải không ta? Không phải măng à. Đâu? Không phải. Không phải măng đâu. Má ơi mũi, không phải. Ủa cái đó là ba hai măng hả? Cố gắng lên. Đây là lần đầu tiên ba được trải nghiệm đi tìm măng luôn á Giao à. Ok. Giao Hòa con quan sát măng chứ. Hả? Cha có chim hót nghe đã ra. Thấy măng chưa Giao ạ? Lần đầu tiên ba lội vô trong thấy luôn á. Xem coi có măng không. Chạy nhé, bằng này anh em mình mà thua chú đó đã. Bạn đi chung với nhau bạn lạc giờ. Đâu? Đâu? Đó, măng luôn. Nè, thấy không? Măng nè. Từ đào á. Vậy mấy con này sao? Con gì vậy? Mấy con gì vậy ba? Đào nhiều lên. Con đào không? Con muốn đào không? Hả? Kiến đó nó hiền lắm. Ủa vậy cái gì đây? Cái này là cái bình thường thôi. Mỗi người cái một cái vũ khí. Tín đi xem coi có măng không? Cái này là cái măng này, từ Tín thấy chưa? Con bẻ nha. Phải đào sâu lên cái măng nó mới được nhiều. Cái này mình luộc mấy lần thì ăn được chú? Ủa sao chú hay vậy, chú đi có tí mà quá trời rồi kìa. Lên thứ cha vậy. Giờ mới lên con bẻ. Dạ. Con bẻ nha. Thấy chưa? Đây có một cái rồi. Rồi ok, ít quá đúng không? Rồi chúc mừng. Dạ bỏ vô túi của chị hai kìa. Đây một nè. Rồi đây nữa nè. Ba cho con hái. Rồi ok. Đến chị hai nha. Thấy không? Một đó nắm bẻ. Rồi nắm cái bẻ cho Hân kìa. Bẻ cái nó giỏi. À thấy không? Rồi bẻ đi. Con nhân con Hân. Từ từ bình tĩnh, Tín bỏ cái cây đó ra. Con nhớ một cái măng nhỏ đây nè.
Rồi bẻ đi, bẻ đi. Chú hay quá, chú tinh mắt quá mà. Lấy bẻ thôi, lấy tay bẻ thôi. Cái cốp gì con nắm bẻ cái gãy như vậy. Nắm bẻ lỗ ở cái sao mà nắm ngay cây. Em bẻ cho. Đó, ừ. Rồi, chúc mừng Tín. Hai con bự dai. Rồi, đưa bỏ vô cặp dạ hăng. Rồi anh em mình đi tiếp. Đi cái lá gà cây chẹt luôn. Nãy em à thật là thú vị quá mà. Đâu? Nè. Lần lần đầu tiên anh em mình chết chơi như vậy đó. Bỏ bỏ vô cặp cho hăng kìa. Không không, cái đó đâu phải mắng. Mệt quá. Mày ra mà không biết đi ra sợ lạc á. Đi hăng bỏ vô cặp đi hăng, tính mở cặp ra rồi tính mở. Mới có 6 phút mà, đi đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp. Tập trung để ý. Đi qua bên đường này đi. Tập trung để ý nào nha. Anh em mình phải thu hoạch quá đồ. Nấm, đâu? Nấm nữa hả? Hái nấm về ăn con. Thôi nhưng mà nấm chắc. Vô ngoài đi có mũi cắn ha rồi nè. Vô hà đi không có liên quan gì tới mũi cắn con dữ. Vô làm con đúng nhiều luôn á. Chỗ này rậm rạp thế nào cũng có măng. Thôi chú bị cúi đầu xuống đi nha. Bây giờ cái cúi đầu xuống đi là tính. Đó, măng trồi trồi đây nè. Đúng không, đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Đó, chúc mừng nha. Đâu? Phải không? Phải rồi. Rồi. Chúc mừng. Rồi Tín, chú qua đó xem coi có măng không. Đúng không cho bà? Đúng rồi. Đó, bè được không? Đó. Cái gai nè. Thật là thú vị cuộc sống. Này đây măng đó nè. Dạ hả? Măng nhỏ nè. Đó, con bẻ cái măng nhỏ đó đi. Không, ra 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 ra. Dạ, con dạ hả, con bẻ cái đó đi. Ba 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 ra. Tín chui tới đó coi, có măng. Cái nhỏ bên đây nè. Rồi, đúng rồi. Rồi chúc mừng Tiến luôn. Nè, mẹ một cái này. Chúc mừng mẹ luôn nha. Nhỏ cũng ăn. Hôm nay ăn chay mà, mua măng về kho với thịt. Chà, nguyên một cái đồi núi ở đây luôn mới ghê chứ. Ủa sao Gia Hòa thấy hay vậy? Rồi rồi, ở bên đây quá trời luôn. Ê, cái vũ khí của mình đừng làm mất nha các bạn. Ok. Ở đây nhiều không? Từ từ bình tĩnh mới quan sát được. Mất sao đây? Rồi bye bye mọi người nha, mình tập trung vô hái măng này. Bye bye.